Sau khi sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bỏ cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông yêu cầu, đồng thời hỗ trợ làm căn cước công dân cho ông. Nguồn tin từ cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi ông Lê Anh Tú, tức sư Thích Minh Tuệ, tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn. Tại đây, sư Thích Minh Tuệ đã được chính quyền địa phương hỗ trợ làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền công dân theo quy định của pháp luật. Như báo Sức Khỏe và Đời Sống đã thông tin, ông Lê Anh Tú, sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Yê Tô, huyện Yê Cờ Rai, tỉnh Gia Lai, và hiện không có địa chỉ cư trú cố định. Trước khi dừng cuộc đi bộ, ông Lê Anh Tú chưa làm căn cước công dân. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, sư Thích Minh Tuệ tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ, xuất phát từ Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang. Trên chiều đi bộ ngược lại, khi đến Thừa Thiên Huế, Huế thì sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo sư Thích Minh Tuệ, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông được đi bộ và hành trình theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn sức khỏe và sự ổn định của xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Từ chỗ là một người đi bộ thầm lặng kể từ năm 2017, ông Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Qua hình ảnh, một khất sĩ đầu trần chân đất, đắp tấm y chấp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được và ôm ruột nổi cầm điện đi khất thực dọc theo các tuyến đường. Ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở Hà Tĩnh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại huyện Yê Cờ Rai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú từng là nhân viên đo đạc địa hình. Bản thân ông Tú không tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy và cũng không có đệ tử. Ông chỉ bộ hành để tập học theo lời dạy của Đức Phật, vừa là để rèn luyện sức khỏe. Điều khiến ông Thích Minh Tuệ gây được ấn tượng đặc biệt là ông đã tự tu theo hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần có từ thời Đức Phật tại thế. Ông Thích Minh Tuệ thực hành các hạnh như mặc y phấn tảo, áo khâu tư vải vụ nhặt được, khất thực, ngày ăn một bữa, sống ở ngoài trời, nơi gốc cây, nghĩa địa, không ngủ nằm, không nhận tiền cúng dường. Ông không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một chú xứ nào cụ thể như một ngôi chùa hay am thất, mà bộ hành giờ đây mai đó. Trong vài năm qua, đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào cho đến khi có thông tin về sư Thích Minh Tuệ được các TikToker, YouTuber, Facebooker thổi bùng khắp các trang mạng xã hội. Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để học tập theo lời của Phật dạy, đã gây ra thiện cảm trong một số bộ phận cộng đồng mạng và người dân. Trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc phê trách, phản đối pháp tu của ông. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông của các thế lực thù địch nhằm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Vô số các bài đăng, các video clip được cắt, ghép dựng, đăng tải với những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện, nhằm tiêu cực, chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín của Phật giáo. Luồng gió tiêu cực được thổi lên mạnh nhất xoay quanh ý kiến rất phiến diện cho rằng người tu sĩ phải thực hành hạnh Đầu Đà như ông Minh Tuệ mới là bậc chân tu, mới đúng là tinh thần của Đức Phật. Không ít Facebooker, YouTuber, TikToker hay những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tung rất nhiều bài đăng, nhiều video, clip phỉ bám, miệt thị chư tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo luận điệu rằng tu hành kiểu không chùa, không cúng dường, từ bỏ vật chất như ông Minh Tuệ mới là thành tịnh, là chân tu. Đó thực sự là những quan điểm hoàn toàn sai lệch. Không cần phải có kiến thức uyên thâm về Phật giáo cũng biết rằng, trong các vị đại đệ tử của Phật, chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là thực hành được hạnh Đầu Đà trọn vẹn. Trong thập đại đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Anadan, Ngài Apali không hành đủ 13 pháp hạnh Đầu Đà, nhưng đều là các bậc thánh tăng. Đã chứng đắc thánh quả cao nhất đó là A-La-Hán. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã tìm hiểu Phật giáo ở mức căn bản nhất cũng đều biết rằng, ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã thọ nhận
và cho phép tăng đoàn sử dụng các ngôi tinh xá nguy nga do các quốc vương, các trường giả xây cất cúng dường mà chứng tích vẫn còn hiện diện ở trên đất nước Ấn Độ cho đến tận ngày nay. Các tinh xá là nơi Phật và chư thánh tăng giảng pháp, tiếp nhận đồ chúng và tu tập. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay các ngôi chùa, tự viện cũng là nơi tăng ni tu tập, tâm cầu giác ngộ, giải thoát theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc chuyên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh theo tinh thần của Phật giáo Phát Triển hay Phật giáo Đại Thừa. Với những người tu hành chân chính, chùa to hay các điều kiện vật chất khác chỉ để phục vụ cho chính nguyện hành pháp độ sinh. Và có một thực tế đó là có rất nhiều ngôi chùa to Phật lớn nhưng vẫn không thể đủ không gian cho Phật tử tu tập. Lại có một nghịch lý, đó là trong xã hội ta ngày nay, nhiều người kêu ca phàn nàn về tình trạng thiếu trường học, kêu gọi xây thêm trường học cho học sinh. Nhưng những ngôi chùa vốn là trường học tâm, trường học đạo đức, khi được xây dựng làm nơi tu học cho tăng ni Phật tử thì lại bị những thành phần chống phá phỉ bám và bôi nhọ. Không chỉ vậy, làn sóng chống phá hiện nay của các thế lực thù địch còn lợi dụng hình ảnh Thích Minh Tuệ để so sánh với những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn của một số ít tăng sĩ, cố tình tạo ra sự đối lập, tương phản, hòng bôi xấu, nhuộm đen cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung, từ đó gây chia rẽ, gây mất niềm tin đối với người dân và Phật tử. Đây là một sự so sánh nguy hiểm. Khi họ cố tình lấy một số ít hiện tượng, con sâu làm dầu nồi canh để đánh đồng, bôi xấu hình ảnh Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo nước ta và còn đồng thời công kích tín đồ Phật giáo là mềm muội khi nghe giảng Phật Pháp, cúng dường Tam Bảo. Nguy hiểm hơn, lợi dụng những ồn ào và hiện tượng sư Thích Minh Tuệ, các thế lực phân tử thù địch cũng đã nhắm tới mưu đồ chia rẽ tôn giáo với đảng và nhà nước. Một mặt, để gia tăng các mâu thuẫn, hạ uy tín của Phật giáo, những thành phần thù địch đã bịa đặt miệt thị đường hướng phục vụ đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Mới đây, liên quan đến vụ Minh Tuệ, Đài RSA đã không ngần ngại tung video khai thác bình luận của một cựu nhạc sĩ có tiếng đã chạy ra hải ngoại với những lời lẽ phỉ bám, miệt thị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhà nước ta. Mặt khác, những tư tưởng mưu đồ chống phá đảng và nhà nước ta về chính sách tôn giáo cũng được bộc lộ. Trong vụ việc Minh Tuệ, sau khi có thông tin cán bộ tại một địa phương ngăn cản đám đông bộ hành gây lộn xộn tại một nghĩa trang, thì trang fanpage phản động Việt Tân đã giật tiêu đề "Chính quyền không cho thầy Minh Tuệ dừng chân qua đêm", kích động nhiều bình luận chống phá. Việc người bộ hành Thích Minh Tuệ tự tu học Phật với những phát ngôn hành xử của ông là đúng hay sai, điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật. Người viết bài xin không mạn phép bàn ở đây. Nhưng với những diễn biến vừa qua và chắc chắn vẫn còn chưa dừng lại, có thể khẳng định hiện tượng sư Minh Tuệ chính là cơ hội để các thế lực thù địch, những phân tử bất mãn, chấp thời cơ, tận dụng một cách triệt để qua truyền thông xã hội để chia rẽ, hạ uy tín của cộng đồng Phật giáo. Và cũng cần phải nhấn mạnh, chính sách của Đảng ta và hệ thống pháp luật về tôn giáo luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cần phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Những hoạt động tôn giáo ích nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ được đảm bảo. Ngược lại, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách đoàn kết của toàn dân, chống phá chính sách của Đảng, nhà nước hay gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa của dân tộc đều bị xử lý theo pháp luật. Những người đệ tử Phật nói riêng và những người yêu kính các giá trị thiện đức nói chung vẫn luôn tin tưởng rằng dù theo phương pháp tu tập nào thì những người có đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo pháp đang ngày đêm học hỏi, tu tập theo chánh pháp Phật, thanh tịnh, thanh tâm bình và làm lợi lạc cho đời đều xứng đáng là những bậc sứ giả của Như Lai.